Kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Nhận định bóng đá trên kênh Kèo bóng Tôn Tử ở buổi tối ngày hôm nay. Và như các bạn cũng đã biết, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục được chứng kiến một số những cái cặp đấu thuộc khuôn khổ là giải U17 châu Âu. Cùng với đó thì trong cái buổi đêm ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục được chứng kiến một trận cầu phải nói là khá hấp dẫn tại cái khuôn khổ là vòng chung kết cúp C3, khi mà Olympiacos có cuộc chạm trán với Fiorentina vào lúc là 02 giờ. Và cái trận cầu này thì Tôn cũng đã lên video và tham vấn kèo chơi cho anh em xong rồi. Anh em mà vẫn chưa có những cái mã kèo chơi chất lượng ở cái cặp đấu này thì các bạn có thể trở vào kênh chính của Tôn, anh em link vào cái video gần nhất để các bạn tham khảo những cái mã kèo mà chúng tôi cũng đã lên cho anh em, cũng như là những cái thông tin chất lượng mà chúng tôi cũng đã cập nhật và cũng đã đẩy lên trên video để anh em có được cái sự tự tin khi vào những cái mã kèo mà chúng tôi sẽ tham vấn cho toàn thể các bạn. Còn ở tại cái video này thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với cái khuôn khổ là vòng tứ kết Euro U17 2024, khi mà Cộng hòa Séc sẽ có cuộc chạm trán với U17 Đan Mạch. Cùng với đó thì một trận cầu cũng thuộc khuôn khổ là tứ kết Euro U17 2024, khi mà Áo sẽ có cuộc chạm trán với cả Serbia. Ở tại video này thì Tôn sẽ song hành ở cả hai cặp đấu cho toàn thể anh em. Tuy nhiên thì lúc này cũng đã quá muộn rồi, lúc này cũng là 6 giờ tối rồi anh em ạ, 7 giờ tối rồi. Nên là Tôn cũng không thể nào đi phân tích quá sâu cho anh em được. Chúng ta sẽ cùng đến thẳng với cái kèo nhà cái luôn các bạn nhé. Và trên đây là những cái mã kèo cược mà thị trường kèo châu Á họ đưa ra ở thời điểm hiện tại. Nhìn lên cái bảng kèo cược thì các bạn có thể thấy được là giới mộ điệu họ đang đánh giá rất cao cho một chiến thắng dành cho đội Cộng hòa Séc, khi mà tỷ lệ kèo chấp thị trường kèo châu Á họ đang để cái mức chấp dành cho Cộng hòa Séc ở cái mức là 1/4. Và cái điểm ăn của Cộng hòa Séc cũng khá là thấp, ăn có 76 mà thôi các bạn nhé. Cùng với đó thì cái mã kèo tài xỉu ở cái cặp đấu này, nhà cái đang để cái mức là 2.5. Cặp đấu thứ hai đó là cặp đấu giữa U17 Áo và U17 Serbia. Nhìn lên cái bảng kèo cược thì chúng ta có thể thấy là giới chuyên môn họ đánh giá cao cho một chiến thắng dành cho Serbia. Và cái điều này cũng được thể hiện rất chi là rõ ràng bằng cái tỷ lệ chấp dành cho Serbia là cái mức là 1/4 bóng cả trận. Cùng với đó kèo tài xỉu ở trận cầu này, nhà cái đang để cái mức là 2.5. Ở thời điểm khi mà chúng tôi làm video thì vẫn chưa có đầy đủ tất cả những cái mã kèo hiệp 1 cũng như là kèo góc hoặc là kèo thẻ. Lúc này thì cũng mới chỉ có kèo FT, có nghĩa là kèo cả trận mà thôi. Và với những cái mã kèo như thế này thì theo như tìm hiểu của chúng tôi về cả hai cặp đấu, sau khi cũng đã bàn bạc và cân nhắc rất là kỹ lưỡng, cũng đã chắt lọc ra cho anh em với 4 cái mã kèo ở cả hai cặp đấu các bạn nhé. Với những thông tin mà chúng tôi có được về cả hai cặp đấu này, cũng như là đã đi tìm hiểu phong độ cũng như là thành tích của hai đội bóng trong khoảng thời gian gần đây, thì với trận cầu giữa Cộng hòa Séc với Đan Mạch, Tôn sẽ tham vấn cho anh em là các bạn nên đầu tư vào cái mã kèo đó là đội Cộng hòa Séc chấp 1/4 bóng cả trận. Cùng với đó là cái mã kèo tài trận 2.5 sẽ là hai cái mã kèo rất là tối ưu theo như tính toán của chúng tôi để anh em có thể đầu tư được. Cùng với đó thì trận cầu U17 Áo và U17 Serbia thì các bạn có thể đầu tư cho Tôn với hai cái mã kèo, đó là anh em nên đầu tư vào mã kèo đó là đội tuyển Áo được chấp 1/4 bóng cả trận, cùng với đó là cái mã kèo tài trận 2.5, cũng là hai cái mã kèo khá là sáng để anh em có thể đầu tư được các bạn nhé. Và rất là xin lỗi anh em ở tại cái video này vì Tôn không thể nào đi phân tích quá chuyên sâu cho anh em được. Các bạn chỉ cần biết một điều như thế này: đội ngũ của chúng tôi gồm 20 thành viên làm về cái bộ môn thể thao bóng đá này, nên chúng tôi luôn luôn cập nhật những cái thông tin tốt nhất về tất cả những cặp đấu tâm điểm trong ngày và lên kèo để anh em chơi. Còn để mà phân tích sâu xa hơn nữa thì không kịp thời gian nữa rồi các bạn ạ. Và như đây các bạn có thể thấy, trên đây là những cái mã kèo của buổi chiều ngày hôm nay mà Tôn cũng đã lên cho anh em. Ở trận cầu giữa Yokohama với cả Real Soi thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với hai mã kèo, đó là đi đội chủ nhà Yokohama bằng bóng hiệp 1 và đội chủ nhà Yokohama bằng bóng cả trận, và đi hai vị tỷ số là 2-1 và 3-1 ở cặp đấu này. Và lúc này thì cũng chưa kết thúc hiệp 1, lúc này mới là phút thứ 19 thôi, thì đội chủ nhà Yokohama cũng đã có được một bàn thắng vươn lên dẫn trước rồi. Qua đó thì kèo của chúng ta cũng đang rất là thuận các bạn nhé. Đó, các bạn đến với Tôn thì các bạn không cần phải tìm hiểu về cái thành tích cũng như là cái phong độ của cái cặp đấu đó. Nếu các bạn tìm đến Tôn và đồng hành cùng với Tôn thì các bạn chỉ cần là chuẩn bị một số vốn nhất định và vào với những cái mã kèo mà chúng tôi cũng đã tâm huyết mà thôi. Rồi sau khi trận đấu kết thúc thì các bạn chỉ việc rút tiền về, thế là ok các bạn nhé. Đó, đó là cách mà các bạn hoạt động cùng với Tôn. Và với những cái mã kèo như này thì Tôn hy vọng là anh em chúng ta sẽ thu về một cái thành quả lớn sau khi kết thúc trận đấu các bạn nhé. Ok, như vậy là video này thì Tôn cũng đã hoàn thiện xong. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì Tôn hy vọng là anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về cho mình thật nhiều những cái đồng lãi các bạn nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.